Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đặc biệt của Đài Hà Nội. Thưa đồng bào và đồng chí, trái tim của người Cộng sản kiên trung Nguyễn Phú Trọng đã ngừng đập, để lại cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân niềm tiếc thương vô hạn. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức quốc tang trong hai ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2024.